Hôm qua mùng 5 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 500 chiếc máy thở và số tiền 11,7 tỷ đồng từ các nhà tài trợ ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ. 500 máy thở trao tặng đợt này nằm trong dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 do Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư 100% kinh phí với mục đích tặng cho Chính phủ Việt Nam. Tại buổi lễ tiếp nhận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết máy thở MV20 cần thiết cho giai đoạn ngành y tế dồn sức chữa trị cho các bệnh nhân dương tính, hỗ trợ bệnh nhân nguy kịch, thở máy xâm nhập, điều trị tích cực. Đây là món quà ý nghĩa và rất cần thiết để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sự chung tay này sẽ góp phần khơi dậy trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đối với cuộc chiến chống dịch. Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia ủng hộ để đất nước có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.